Dân anh con, chắc là chúng mãi mê bóng mít bên nhau đó. Mẹ, mẹ ơi, chúng nó không chịu bay làm sao bây giờ đây mẹ? Chào tiểu thơ. Dạ, chào công tử. Để tôi giúp tiểu thơ một tay nhé. Dạ. Hai con chim nó bay rồi kìa. Trời hay quá. Dạ, cảm ơn công tử nhé. Dạ, không có chi à. Dân anh, về dạ. Đi con. Xin cáo biệt công tử. Chào tiểu thơ. Dạ chào công tử. Đúng là tiên nữ giáng trần, đẹp thay bức tranh mỹ nhân, phóng sinh dưới bóng từ bi. Cổ tay đôi mắt em đẹp như là sao mai, ôi miệng em cười như đóa hoa ngâu, biết chăng bên mái chùa tiên trời Phật có phù hộ nên duyên vợ chồng. Mỗi bước em đi qua ngàn rung động, lòng ta như gió chiều lòng lòng. Duyên tình dương dân chỉ đây hỡi nàng tiên diễm kiều. Bóng em vượt non ngàn mạng tình còn phản phất, đây đó cận kề gần trong gan tất, mà như cách xa ngàn trùng chất ngất, ai sẽ là em nhãn đưa tin để ta tỏi niềm ước mơ. À, thì ra cậu hỏi cô tôi tiểu thơ Dân Anh hả? Nè, cậu chớ nên để lòng nhung nhớ mà vẫn tâm ngó lời trăng vương. Phải biết thế nào là dòng dõi trăm anh, không nên bướm ông cợt đùa. Tình yêu như dải mây mù, không hiểu được mình đừng nghĩ tới người ta. Cũng may gặp tôi á, tôi chỉ giùm cho cậu. Liệu giữ lời kéo khổ tâm thân thì nói ra phải cân nhắc đàng hoàng, phải tin bàn thiệt hơn. Phu nhân tôi hả, mà biết được chuyện này chắc cái đầu cậu cũng rớt luôn. Nam mô A Di Đà Phật, xin độ trì cho con là Dân Anh. Dâng lên người, dâng lên người nén nhang. Tháng năm qua còn sống trong đau buồn, ở chốn suối vàng cha nào có hay. Lòng nhớ thương cha con vẫn vương trong dạ, con nguyện cầu thử ngâm mấy câu thơ xem ý tứ của nàng như thế nào. Bao đêm dần trăng sáng, âm thầm thương hoa xuân. Trong trăng chờ đợi mãi, không thấy bóng dài nhân. Cô ơi,
cũng là thi nhân, lại nổi tiếng cầm kỳ thi họa. Theo em, cô nên quả lại một bài. Lạnh lẽo vòng quê dân, âm thầm trôi tuổi xuân. Niềm riêng ai có biết cơ, hỡi người mơ bóng trăng. Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Trời ơi, bỗng dừng đất thành sóng dậy. Lửa cháy ngút trời, quân la hò ngựa hí. Bà lớn liệu mà sớm tính kế, cùng tiểu thơ chạy trốn cho rồi. Mẹ ơi, thân con như chiếc lá vàng rơi, mặc cho la trôi nước cuốn theo dòng. Con đầm cam nước hận trong lòng, gạt lệ phân ly để cứu cơn nguy. Sinh thành con hẹn lại kiếp lai sinh, mẹ hãy quên đi một đóa phù dung bạc phương, một giọt máu rơi là bước ta vương giữa dòng đời cay đắng thầm thương. Dòng gió làm chi để cánh chiến xa lìa tổ ấm la bay xa cành. Con ơi, con nói chi câu phân ly, lòng mẹ đây càng thêm chua xót. Mẹ đâu nỡ cam tâm để con xa vào tay lũ bất nhân. Xa mẹ đành mất con mà sinh linh thoát cơn tai nạn. Gạt lệ sầu ra đi, buồn tan chi đêm vẫn dương trong lòng. Khi được tướng quân ngỏ ý để lòng, nhưng vì chúng tôi còn vướng lễ làm trai, không thể lo gấp hai việc cùng một lúc. Phiền tướng quân vui lòng ráng chờ đợi ít ngày xem sao. Mà sao? Cô mới nói ai hãm tài? Tôi nói anh đó. Hả?
cái mặt này mà gọi hãm tài. Hãm tài là nghĩa là sao? Là sao cô nói mặt tôi hãm tài? Mặt này mà sao cô nói hãm tài là nghĩa là sao? Làm sao cô nói làm sao? Là sao cô nói mặt tôi hãm tài? Là sao? Đây là việc hệ trọng nguy hiểm, cho nên chú đi gấp gấp cho thật nhanh, kéo lỡ thì nguy. Cậu cứ yên tâm vào tiểu huệ này đây, tối hai nói đại nhưng cái đầu không dài. Hiểm nguy đâu có màng, dù vượt núi băng ngàn. Cậu Trương cũng may nhờ đức độ Phật trời nên thoát khỏi lũ giết người, dân anh còn trắng trong như ngọc, thật là phúc đắng mà xa. Công ơn kia tôi ghi lòng tác giả. Dạ, cháu xin cảm tạ. Có dịp sẽ đáp đền cậu ngay, cũng may mà dẹp được lũ hung tàn bạo ngược, nếu không thì loạn biên sẽ nát ngọc vàng tan, chớ nghĩa nhân kia còn quý hơn cả châu báu kim ngân. Dạ, là nam nhi khi thấy chuyện bất bình không thể nhắm mắt đành bỏ qua. Kết nghĩa anh em hả? Như vậy là sao? Mẹ! Ta sao vậy mẹ? Dân anh rót rượu bái kiến đại huynh đi con. Ôi! Lời hứa kia để trở thành vô nghĩa gì? Cái bà phú quý vinh hoa nó như là ánh hào quang tỏa chiếu, làm cho thuyền ái ân lạc bờ. Chuyện tình ta giờ đây còn đâu, trách la lại sao khéo bay cành trắng. Ngân lệ sầu như nhớ mãi phút chia ly, vì danh lời vì quyền thế cách chia tình. Xin ơi dù cho bao tố phong ba, em vẫn nguyện mãi yêu chàng, em mãi mãi bên chàng. Dân anh ơi, thôi thôi đã lỡ nhịp cầu.
thấp hèn xin vĩnh biệt niềm thương. Thank you.
thiếp, thiếp giết đùa cho vui mà. Thiếp mong chàng mau lành bệnh, chứ chứ nào thiếp có ước hẹn gì đâu. Hả? Nàng, trời ơi, thì ra tôi đã đoán sai rồi. Thiếp, thiếp chỉ mong chàng mau lành bệnh mà. Trời ơi, bao hy vọng đã cuốn trôi theo dòng nước lũ, lời nàng trong thơ đã bay theo gió núi mây ngàn. Lời ước hẹn ta đã ấp ủ mộng vàng. Chàng hãy về đi kẻo mẹ em trông thấy sẽ quở mắt em rằng ông bướm trắng qua. Trời ơi, đây là tiếng lòng hay lời người bạc bèo? Em xin chàng hiểu rõ căn nguyên. Trời dây vô hình bé gái chờ lớn duyên, em biết nói sao khi tơ lòng trong môi. Duyên cớ gì cậu tìm qua đây, theo phép nhà cậu ngoài lầu Tây. Dưới trăng gió mát buồn tên dạo quanh vườn hoa vàng cảnh quá chân là sang đất này. Đâu ngờ tới chốn đào nguyên gặp nàng tiên nữ đầu tiên. Ông chàng ơi, son khoe tài đốn giỏi, bỏ lúc ba qua một tấc lên trời. Mau quỳ xuống đây mà xin lỗi đôi lời. À, nè, sự thể ra sao, mau ngọ ngành khúc chiết. Rồi tiểu thơ tôi nể tình mà xa tội tha chưa. Tiểu thơ ơi, cô hãy mở lòng từ bi bác ai, tha cho người lỡ dài vì yêu. Bài học đường đời nhớ ghi tâm khắc khó, câu chuyện tình bên mái chùa tiên. Dân anh vì quá yêu em nên phút giây lầm lỡ, em đừng giận hờn mà thêm tuổi cho anh. Tất giả chân thành cầu mong em tha thứ, tưởng lời hẹn trong thơ thỏa lòng đôi lứa, nào ngờ đâu cơ sự dường. Sầu thêm tuổi, cảm ơn chàng đã hiểu lời thơ em hèn. Từ buổi đầu tiên em đã yêu ai bằng tất cả tâm chân tình. Thế mà tại sao em vẫn cầu
hội ngộ lúc này. Con hồng dám nói nhịp cầu của mong để tuổi nó gió trăng. Và tôi xin bà xét suy tường tận. Và tôi chuyện chẳng có gì. Nếu mày chối cãi, tao đánh thấu xương, không chút xót thương. Bà ơi con xin bà nghĩ lại, cậu Trương qua già từ sắp phải đi xa. Có đôi lời phân tỏ thì thương. Đặng ngay mồm, khéo bào chữa cho nhau. Tao đâu có ngu dại để tuổi bấy làm hại. Giữa lúc canh kia ra vườn quá tình tự, lấy con lý sự. Nói đi. Dạ, thưa phu nhân, theo con thế tối này cũng do bà gây ra. Dạ, bội ước dân tình làm cô cầu ta khi đã đuổi giặc đi xa. Bà cam tâm nuốt lời hứa hẹn, bồi hai chữ sang hèn, quên cả ơn trả nghĩa đơn. Cầu sinh là người đức độ tài cao, cuộc sống thanh tao. Cô dân anh sắc đẹp khuynh thành, tính nết lại hiền lành. Còn thấy đôi trai tài cái lịch, thật phi nguyện ước mong. Cầu Trương, cầu Trương. Yeah.
Trường An để bàn với Tịnh Thượng Thư định ngày làm lễ thành hôn. Mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ nghe con nói. Thôi đi, ta đây đã tính bàn hôn thiệt, xếp già nghiêm còn dám cãi ta sao? Đã làm con phải biết vâng lời cha mẹ, thì con phải tuân theo phép tắc gia môn. Ta đã phân bài lẽ tiếp điều này, mặt con lại cố phá hoại tuổi xanh, thà con chết đi còn hơn là chịu nhục để phí hoài tuổi xuân cho lũ. Mẹ đã quyết định là con phải lấy Trịnh Công Tử. Mẹ ơi sao mẹ nỡ ép duyên con cho tình tan mộng giờ, giông gió làm chi cho lòng ta cuộn sống, cho xác lá nhành qua tới ta dưới chân. Làm lễ
cưới. Chắc lúc đó thì trái tim chị cũng đã nằm sâu dưới đáy mộ rồi. Kìa chị, Trương Sinh chàng ơi, gặp nhau chi cho tơ lòng gian dở, biết làm chi thêm lỡ dở tơ duyên. Chiếc khăn tang này em khóc một đời qua, và chính em cũng khóc cho đời em đó. Mỗi nét chữ trong thơ hiện lên dòng máu đỏ. Ôi tim em, đang nghẹn ngào, tan nát đau thương. Kỷ niệm xưa sao còn mãi vấn vương. Mối tình đầu muôn thuở vẫn không quên, xót xa thay số kiếp đoan trường. Bởi vì đâu ngăn sông cách núi, tin nhau nên thể nguyện. Đường lỡ bước mà mở rộng lòng nhân cứu độ muôn người. Như kẻ trồng cây mong có nhiều hoa thơm trái ngọt cho đời. Từ ngàn vạn năm qua kiếp con người đã đắm chìm trong dòng sinh lý tử, có mấy thành tâm mong tới cõi diệu huyền. Ơi chữ tình điêu linh khổ ai, biết bao người mê mải chốn trần gian.
thoát sao những nỗi ưu phiền. Vẹn cầu nhân ái yêu thương trọn đời. Sư phụ ơi, niềm tục lụy hồn con đang dứt nghẹn, xin thầy cứu con thoát khỏi nỗi ưu. Đức Phật dạy chúng sinh rằng tâm tức Phật, Phật tức tâm. Con ơi, thuyền Bát Nhã dẫn đưa người chân đạo cõi niết bàn chờ đón kẻ thiện tâm. Cõi Bồ Đề rũ bỏ mọi lời danh, thành chánh quả để tâm xa điều sắc dục. Cửa từ bi luôn mở rộng, lấy lượng hiếu sinh mà cứu độ nhân loại. Chấp tay miệng niệm Di Đà, lần xa điều dữ mới là thiện căn. Phật pháp ta chính là bể trầm luân. Trường sanh, trường sanh, con nhớ chăng anh lời thơ em hẹn đó, như vừa mới đâu đây, cửa né theo luồng gió trăng. Bóng tường quá thấp thoáng, người ngọc ẩn trong mây. Trường sinh, cớ sao anh lại đi hoài để em nhớ mong. Em đợi em chờ, lửa hồng sưởi ấm đêm đông
suốt âm đêm đông có mà. Nhưng chị đã đuổi chàng đi rồi. Chị, chị tĩnh tâm lại. Em sắc thuốc rồi nè, chị ráng uống đi chị. Em ơi, thuốc thang làm chi cho uổng công vô ích, khi tay chân chị đã không còn cảm giác, khi lòng chị đã lạnh lẽo giá băng, khi tư thần giang tay chờ đoán một linh hồn. Ôi bao nỗi đắng cay quẩn chất chồng, hình bóng chàng sẽ theo chị nằm sâu dưới mộ. Chị yêu chàng cho tới khi tắt thở tàn hơi. Em ơi, nếu mai đây khi chàng trở lại, chiếc chân tay này em trao lại tận tay. Thâm giọt lệ sầu chỉ bấy lâu nay, bài thơ chôn qua là bài thơ những biệt sau cùng. Không chị. Quán trách làm gì? Chị ơi, nhưng tại sao hôm nay chị nói ra những lời thâm thiết là lòng nào lại bỏ em đi? Những năm tháng sống bên nhau như hình với bóng, khi tôi lửa tắt đèn, khi tâm sự hàn huyên, hơi cao lạnh có tấu cho lòng người đen bạc. Ta tấu này biết thuở nào thank you.
anh ơi, tôi đâu nào, tôi đâu nào có hay đạt thương nhau, ai ai nỡ gây chia lìa. Quả đến bất ngờ, bất ngờ với tôi, thầy có cao xanh tôi dám đâu phụ bạc. Tôi đã nguyện cùng ai không bao giờ là phải. Dân anh ơi, anh những tưởng ngày vinh quy là ngày đoàn viên sum họp, nào có ai đâu lại là ngày tiễn em đi mãi mãi không về. Tan bóc ngập lòng anh bôi rối trăm bề, anh ra đi miệt mài kinh sử, mong chim bán vàng bay tổ vinh quy. Nào hay đâu ngày sum họp lại lần ngày vinh biệt, sao em vội vàng lìa bỏ anh để cho anh bẻ bàn viên số nuốt lệ đau thương ôm hận bên mồ. Thơ đây nè, cậu hãy đọc đi. Lá thư này từ đâu đưa đến, sao nhận tâm này đã giết nàng quan khúc. Hãy đọc đi xem nét chữ của ai. Trời ơi, đây là bức thơ hoàn toàn giả mạo. Ai 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 đã gây đau thương tan tóc cho nàng? Nàng đã chết oan vì bức thơ giả mạo, ta còn vui thu gì mà ở lại dương gian. Mũ áo này mang làm chi nữa, khăn trắng bao trùm phủ kín một màu tan. Nhưng anh, nét chữ của nàng trông qua nước mắt tuôn rơi. Mai sau ta sau ngàn năm. Ta khóc nàng, ta khóc nàng, dòng lệ sâu chứa chan, kiếp này duyên lỡ dở, xin hẹn đến
thầm thầm trời xanh có biết hôn nàng ở nơi đâu. Qua đời nỗi đau ly hận muôn đời không.